Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Katija Cuộc Sống Pháp. Thì Dung đang trên đường đưa con đi nhà trẻ đó cô chú anh chị. Trời hôm nay thì sáng lạnh Hôm nhưng mà nay rất là là đẹp. ngày gia đình Dung dọn nhà đó cô chú anh chị. Hôm nay Dung dọn nhà thì cũng gần lễ tới rồi cô chú anh chị ơi, là bên bạn của Dung chỉ có rảnh ngày hôm nay nữa thôi. Trong tuần này thì giờ tới cuối tuần thì ai cũng lo chuẩn bị cho lễ Noel hết. Đó, đây là cái ngôi nhà gắn bó với gia đình Dung trong 5 năm đó cô chú anh chị đó. Dưới cái ghế sofa nhà Dung á là nó thấp lắm cô chú anh chị, nó hầu như sát đất luôn á. Nên là đồ chơi của con nó rớt vô trong đó, là nó rớt dưới đó là không có hút bụi được. Cho nên là hôm nay mình dọn ra sẵn nhiều rồi, chùi chùi đồ nội thất luôn của chú nhà chị, bụi dữ lắm luôn. Đây là bộ sofa bằng da nhà Dung thì nó nặng lắm của chú anh chị ơi, cho nên là ba người khiêng mà không nổi nữa đó. Do là các con Dung mới chú anh chị, nó cắt giấy nó dán lên tinh tường á. Có một video là Dung quay là nó dán hết nguyên cái bức tường đó luôn của chú anh chị đó. Nay là mình dọn đi là mình rờ lột xuống hết, rồi luôn chùi tường rồi cho sạch sẽ lại. Dung đi làm đó cô chú anh chị, với lại nhà trên này sửa xong rồi cho nên là Dung ở đây về ngủ đỡ thôi à. Rồi cứ sáng đi chiều về, sáng đi tối về đó. Tụi nhỏ có khi bữa ngủ bên nhà chị Dung lúc rày thì cái máy nước nóng nó hư rồi, cho nên là tụi nhỏ tắm rửa rồi ngủ bên nhà chị Dung luôn. Rồi nhà ngay mặt đường đó cô chú anh chị, mà cửa sổ nó không có cái dạng cửa sổ đúp á. Nó mỏng lắm cho nên bụi dữ lắm. Mình mượn cái xe tải của bạn ông xã Dung đó cô chú anh chị, xong rồi bây giờ mình chắc đồ. Sao anh thấy lên linh nè mà pa? Tuần này là tuần nghỉ lễ đó cô chú anh chị, nhưng mà con Dung thì vẫn đi nhà gửi nhà trẻ. Cho nên là ở trong trường á, trong nhà trẻ là đang có dịch tiêu chảy đó, là năm bé bị rồi về dính luôn Louis rồi cô chú anh chị ơi. Đó là Louis ói rồi hôm nguyên đêm hôm luôn, là ói 5-6 lần luôn vậy đó. Vừa mới thai ra giường xong là bắt đầu lại làm cái nữa rồi dơ hết rồi phải thai luôn, xong rồi cái ra giường của con dơ hết, xong rồi Dung phải ghinh nó qua giường Dung Dung ngủ. Vừa mới nằm xuống nhỏ thiêu thiêu ngủ lại ói nữa nên là dơ hết. Nói chung là hôm mà vợ chồng thức sáng đêm luôn. Trong phòng thì tủ quần áo thì mình đã tháo hết ra rồi, bây giờ thì có rinh những cái tấm ván gỗ đó lên rồi mình ráp trở lại thôi cô chú anh chị. Cái nhà này á, lúc mà Dung vô Dung ở là Dung Dung xã Dung có bỏ tiền vô sửa lại rồi đó cô chú anh chị. Mình tường thì có con nhỏ đó cho nên là Dung chỉ bê thôi chứ mình không có sơn. Mà hồi xưa tường là giấy dán tường như cái phòng bếp của Dung vậy đó. Dán tường xanh đỏ vàng tùm lum hết trơn á. Rồi cái nền gạch đó là gạch ô vuông bé bé màu cam cam đó, giống như mà gạch hồi xưa đó. Rồi cái chỗ mà Dung đang dọn rác á, là hồi đó là một cái phòng ngủ. Ở cái phòng khách có bé xíu xíu à. Cái nhà 4 phòng ngủ nhưng mà 7 người ở luôn chú chị. Bố mẹ chồng Dung nè, ba mẹ chồng, rồi mẹ của ba chồng Dung nữa, rồi 4 người con. Dung nhà Dung xả Dung vô là lót sàn gỗ lại đó cô chú anh chị, lót hết cái nhà luôn. Mà nhà tắm nhà mình á, thì cũ rồi mà cũng hư rồi cô chú anh chị, mà mình đời thai á
thì chị chồng Dung không có cho thai. Bảo thôi để của mẹ, trời ơi cái gì cũng của mẹ hết trơn á, cho nên là Dung vô trong này á, kiểu như nhà của mình á mà mệt lắm á chú anh chị ơi. Thì Dung không có thích nói tới nó lui đó, cho nên là về chỉ có đóng mắt lại ngủ thôi, thế vậy thôi, mình nói thôi kệ mà chỗ ngủ thôi cô chú anh chị, nhưng mà chứ mấy thì thôi nói tới nó lui là chị em giận nhau mất công lắm. Cô chú anh chị nhìn ở trong cái hình đó là trời ơi bụi nó bay lả tả luôn, thấy không? Nghe vậy đó mà kêu con Dung nó điện dị ứng, mà xe tải nó chạy ầm ầm trước cửa nhà của chú anh chị ấy, cho nên là bụi dữ lắm. Mà cái này gặp nhà mình đi đóng cửa đi tối ngày nữa, thì tối thì chỉ có mở ra Dung ngủ thôi chứ Dung đâu có làm gì đâu. Cuối tuần Dung cũng mò trên nhà hàng rồi, nó đâu có ở đây đâu. Cho cô chú anh chị tham quan nhà Dung nè, đó thấy là trần nhà đó cô chú anh chị, hôm rồi là trời mưa là đó, nó thấm nó giọt vậy đó, tường là nó nứt còn con nhện to tùng luôn kìa, tường là nó nứt từ trên đầu nó nứt xuống dưới chân luôn. Xe tải rất là to cho nên những cái tủ nào mà còn để nguyên được mình vận chuyển luôn thì mình để nguyên luôn cô chú anh chị. Hồi trước Dung ở Paris thì Dung dọn nhà về dưới này thì Dung có cái tấm niệm mà Dung mua niệm mỏng thôi chứ anh chị, ông xã Dung nằm bị đau lưng cho nên là mình mới mua tấm niệm mới, mà cái xe này á là cái xe của anh bạn Dung, người ta chở da bò đó chứ, da bò sống á, cho nên là Dung kêu nó dơ lắm, nó hôi rình nè, cho nên là Dung kêu mấy anh bạn Dung là kiếm đồ lót cẩn thận nếu thấy là nó bị dơ. Y a les pieds voilà démontés. C'est bien, hein? À, cái đó là cái tấm ván giường đó cô chú anh chị, số mi đó, bồ mình có bốn cái chân nữa mà tháo rời ra được. Xem cô chú anh chị thấy vòng vòng cái tường á là nó móc quá cô chú anh chị, đó nó móc đen hết trơn á, nó ẩm lắm rồi vô đây là nó hơi móc rình luôn á, rồi về rồi có đóng mắt rồi ngủ thôi cô chú anh chị. Ở đây cho cô chú anh chị xem thấy quải lắm luôn, tường là như vậy không đó cô chú anh chị, đó chỗ nào góc tường là cũng như vậy không, mà trời mùa đông là nó vậy đó, mùa hè bắt đầu nó khô rồi rồi còn chà ra còn đỡ, nhưng mà bữa ấy mùa đông là vô vậy không á cô chú anh chị ơi. Ở trần nhà là nó cái đó là B rồi đó cô chú chị, khi mà mới vô đây á là Dung lót sàn gỗ nè, Dung B lại, Dung đập một cái tấm tường ra để làm rộng cái phòng khách, xong rồi Dung B lại cô chú anh chị, nhưng mà trời ơi ghê lắm, đây là cái phòng ngủ của Dung đó cô chú anh chị thấy muốn khóc luôn á, đó nó ẩm á đến nỗi vậy đó. Đó, khiếp chưa, nhìn cái mé tường á là nó móc đen lên vậy đó cô chú anh chị ơi, nó hôi lắm, hôi tối này lui nó bệnh rồi cái nó ói tùm lum luôn, khiếp lắm cô chú anh chị ơi. Đó thấy cái nhà là thấy quải rồi, vậy mà kêu sửa gì, bạn Dung nó cái nước gì đập ra hết rồi chừa cái tường ở ngoài xong rồi làm chống ẩm chống thấm rồi lại thì may ra. Chưa có mua lấy bà, chưa là làm gì là mình.
Giờ nhà thì mình dọn ra, dọn dẹp sạch sẽ rồi quét dọn nó, rồi cái đóng cửa để đây cô chú anh chị ơi. Lâu lâu thì Dung mở lò sưởi, mà Dung chạy về không được thì mượn chị chồng Dung mở lò sưởi, còn mấy thì bán hàng sao ha. Nói chung là con trai của chị chồng Dung á, thì chị chồng Dung muốn kiểu như nếu mà bán á, thì chỉ bán được qua chị Dung thôi, hoặc bán con chị Dung thôi, hay là bán con xã Dung thôi, bán cái như giờ chỉ trong nhà thôi cô chú anh chị, chứ không có cho bán người ngoài. Cho nên là cái nhà này á, là giống như đời đời gia truyền á, truyền người đời này qua đời kia đó. Nhưng mà nó thấy gớm, mà bây giờ vô đây mà ai phải 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 bỏ tiền vô sửa hết toàn bộ thôi cô chú anh chị ơi. Cái phòng á, thì cái phòng được, cái phòng của Dung thì nó rộng thôi nha, cái phòng con Dung thì nó bé lắm, còn cái phòng bên kia bữa hả mẹ Dung qua mẹ Dung ngủ nữa kìa, nó còn nhỏ dữ nữa, để cái giường vô thôi, không có để được cái tủ nữa đâu. Cái xe này rất là tiện lợi luôn, có cái thanh đó đó cô chú anh chị, hạ lên hạ xuống được, nâng lên nâng xuống được á, nên là vận chuyển rất là dễ. Đó, cô chú anh chị thấy nhà nó bị ẩm không? À, nhìn cái gỗ đó đó, nó ẩm, nó móc tùm lum hết trơn cô chú anh chị ơi, chứ không phải là sơn sơn xong rồi bữa hổm Dung bê rồi đó cô chú anh chị, sơn qua lớp mà nó đâu có dính đâu, thấy không, tróc rồi nè đó. Mà cô chú anh chị nhìn nó nứt nè, đó là cái chỗ này là mình trám đi trám lại không biết bao nhiêu lần rồi mà nó cũng nứt cô chú anh chị, tường nó xé hết trơn à, đó, thấy không. Cái này bà nhà này ai cũng nói là giờ có nước đập hết những cái tường con ở trong á, xong rồi chỉ chừa cái tường ngoài thôi, xong rồi mình phải làm chống thấm chống ẩm đồ lại, xong rồi mới 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 xây phòng vách bằng gỗ á. Chứ không ấy cô chú anh chị, trời ơi Dung đâu có nước đâu, nước nóng để tắm nè, rồi cái bồn rửa chén á thì hả mới sửa sửa rồi cái nó bị sửa làm sao không biết, nó ngạt bét rồi nó. Giờ đồ cái nhà bếp của Dung thì Dung chưa có dọn đồ nào ấy thì Dung mới xài thôi cô chú anh chị ơi, còn đồ không ấy thì mình chừa lại đó. Bài ngay dọn nhà là mệt nhất luôn á, trời ơi Dung dọn đây xong rồi Dung lên trên kia Dung phải dọn trở lại nữa. Tạm biệt ngôi nhà thân thương, mình đóng cửa đây rồi, do Dung Dung giờ rảnh gì Dung lao ở chùa Dung nhận về, bây giờ mình hút bụi sơ của chú anh chị đó, đồ đạc còn bừa bộn lắm luôn. Bây giờ về trên nhà trên kia đang ship ra của chú anh chị, bạn Dung cái gì ráp tủ cho mình rồi ráp đồ này kia đó, về phải chất ra thùng carton tùm lum hết trơn rồi đó. Đồ nào mình để được ở đây thì Dung để lại, còn trên kho một đống hết trả nữa, rồi đâu có đem đi hết được, mình đem cái nào mình xài thôi. Thì Dung cũng xin dừng cái video tại đây, và Dung xin cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn rất nhiều đã dành thời gian theo dõi video. Cái ngôi nhà mà Dung gắn bó 5 năm trời nó vậy đó cô chú anh chị ơi, đó là không có nó đủ thứ chứng hết à đó. Thay bây giờ phải thay là thay cửa sổ nè đó, cửa sổ cô chú anh chị thấy là cửa kính nó mỏng lắm, rồi thay là thay cửa sổ nè, rồi phải isole là cái dạng chống ẩm chống thấm gì đó, là mà từ bên phía ngoài mới được cô chú anh chị. Cái đó thì chính phủ hỗ trợ đó, nhưng mà muốn hỗ trợ làm cái đó thì phải thay cái cửa sổ trước, thay toàn bộ cửa sổ nhà luôn là 22.000 đó cô chú anh chị, là Dung hỏi rồi đó, nhưng mà thôi mình ngán quá rồi mình không có làm đó. Rồi bắt đầu tường đồ này kia phải làm lại hết, nhà này kiểu nó xuống cấp lắm cô chú anh chị ơi, nó nứt tùm lum hết trơn à. Bây giờ Dung đi rước con. Dung tạm biệt cô chú anh chị và các bạn, và chúc cho cô chú anh chị và các bạn có buổi chiều vui vẻ bên gia đình nhé.